Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 51 nghe và cho ý kiến kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18-19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và một số nội dung khác. Nguy cơ ngộ độc trì từ giấy gói thức ăn ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe người sử dụng. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Hôm nay 28 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Kính thưa các đồng chí, sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Theo đó, quy mô vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đều tăng. Năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước là 1.398 triệu tỷ đồng, tăng 92,2% so với năm 2011. Quy mô tổng tài sản là 3.053 triệu tỷ đồng, tăng 45,8% so với năm 2011. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước cầm chừng, hiệu suất sử dụng vốn chưa cao. Tổng hợp kết quả của 350 doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sau năm 2015 cho thấy bình quân lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 33%. Tiền thu được từ cổ phần hóa được quản lý chặt chẽ, thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng của quốc gia theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục được khắc phục bằng việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật. Phát biểu thảo luận, các đại biểu đồng tình với kiến nghị của đoàn giám sát của Quốc hội là kiện toàn pháp luật về quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiện toàn mô hình hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, dự án kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm, quản lý chặt vấn đề sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước. Các đại biểu cũng đề nghị chỉ đạo cấm và xử lý nghiêm các trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản vốn nhà nước, cũng như làm rõ kết quả xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến định giá đất, quản lý, sử dụng đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải trình một số vấn đề liên quan đến việc quản lý phần vốn của nhà nước đối với một số doanh nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ. Chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Trong đó, tập trung vào việc thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, biện pháp nâng cao năng lực quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước, chế độ tiền lương và việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 51 nghe và cho ý kiến kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18-19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan dự hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, kế hoạch số 62, số 67 của Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố được sắp xếp phù hợp với tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, từng bước đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, giữa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm phù hợp với năng lực của cán bộ công chức, tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan các cấp. Phấn đấu đến năm 2021, toàn tỉnh giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trừ các bệnh viện và trường học. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp bảo đảm tự chủ về tài chính. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất nội dung các kế hoạch đề ra với 25 phương án. Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trước đó vào sáng nay, nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất nhà bác học Lê Quý Đôn, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Hưng Hà. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, bày tỏ lòng kính trọng trước cuộc đời, sự nghiệp và những công hiến của nhà bác học đối với đất nước, dân tộc. Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh năm 1726, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã cống hiến cho đất nước những chức tác đồ sộ. Trong đó có 40 bộ sách bao quát hầu hết các tri thức đương đại, là kho tàng tư liệu quý giá của nền học thuật nước nhà. Nhà bác học Lê Quý Đôn tạ thế vào ngày 14 tháng 4 âm lịch năm 1784, hưởng thọ 58 tuổi. Sau lễ dâng hương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành một số công trình như đền thờ chính, cổng dậu, sân vườn. Hiện nhà đầu tư đang chuẩn bị để triển khai giai đoạn 2 của dự án như xây dựng khu tả vu, hữu vu, giải phóng mặt bằng khu đất liền kề, xây dựng thư viện, tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công cần đảm bảo chất lượng cho các công trình đã thi công xong, đồng thời ra soát, xem xét quy hoạch lại một số hạng mục, công trình cho phù hợp với kiến trúc, cảnh quan và điều kiện thực tế của dự án, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng các công trình. Chiều nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Bình về tình hình tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và kết quả thực hiện nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ, tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, thường xuyên rà soát các quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực sản phẩm để điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp phải một số khó khăn vướng mắc, do vậy tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan trung ương hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rút ngắn thời gian thủ tục phá sản doanh nghiệp, có chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Phát biểu với đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương, đánh giá cao sự quyết liệt của tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Chính phủ, cũng như trong tái cơ cấu thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời đề nghị tỉnh Thái Bình cần bám sát các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện, tổ chức tốt các hoạt động đối thoại, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ý tưởng, việc làm của kỹ sư nông dân Nguyễn Như Lĩnh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Điện Cơ Thiên Thuận đều được thực hiện với mong muốn giúp người nông dân quê ông bớt vất vả, không còn đói nghèo và làm giàu được ngay trên chính đồng đất quê hương. Vì chừng ba mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải băm bèo thái rau. Thưa quý vị, đấy là câu ca dao để chỉ cho sự vất vả của những người nông dân khi phải làm công tác thủ công. Nhưng mà với chiếc máy như thế này thì đã giúp người nông dân hạn chế rất nhiều những cái phần thủ công so với trước kia khi mà mình phải băm bèo và thái rau ạ. Sản phẩm này là sáng tạo đầu tay của kỹ sư nông dân Nguyễn Như Lĩnh gần 20 năm trước. Đến nay, nó vẫn hữu dụng không chỉ đối với bà con nông dân Thái Bình mà còn đối với bà con nông dân cả nước. Người kỹ sư xuất thân từ nông dân này, với ông, mỗi thửa ruộng và con người Thái Bình là mạch nguồn để ông một đời nghiên cứu, trăn trở và sáng tạo. Và mọi sáng tạo ấy đều hướng về những người nông dân một nắng hai sương vất vả. Nhìn vào những người lao động thì mình thấy là trước đến nay là rất vất vả, phải bỏ ra rất nhiều công sức với được cái thành quả lao động. Thế thì mình cũng mong muốn là mình sẽ sản xuất thật nhiều các loại máy móc để mình phục vụ cho người ta. Ta làm sao nó giảm được cái sức lao động và tăng được cái năng suất, thêm được cái thu nhập cho những người nông dân. Xuất thân là nông dân, làm người lính rồi lại trở về với đồng ruộng. Thực tế từ cuộc sống lao động vất vả, ông Lĩnh đã quyết tâm nghĩ cách thay đổi. Bằng rất nhiều tâm huyết, đến nay ông đã nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều sản phẩm nông nghiệp: máy thái bèo, máy bơm nước, máy thái cỏ. Gần đây nhất năm 2015 là máy thái củ quả. Những sản phẩm này tham gia các hội thi đều đạt giải và được ngành chức năng đánh giá cao. Cạnh chú thì em cũng ảnh hưởng phần nào, cũng muốn là xây dựng thêm những cái máy móc tiếp theo cái tinh thần của chú, để làm ra nhiều máy móc để phục vụ cho bà con. Từ thực tế, ông Lĩnh thấy máy móc phục vụ nông nghiệp hiện còn thiếu, nông dân vẫn làm thủ công là chính. Từ đó, ông lại nghiên cứu đầu tư sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp và nắm bắt theo xu thế hiện đại hóa của cuộc cách mạng 4.0. Doanh nghiệp của ông đã đầu tư nhiều máy tự động, nâng cao chất lượng phục vụ nông nghiệp tỉnh nhà. Người kỹ sư nông dân này, dù là ở cương vị nào, thì với ông, những sản phẩm mà mình làm ra là để bà con quê ông đỡ khổ cái tay cái chân. Còn công ty này chính là nơi mà các lao động trẻ ở quê ông có việc làm và hiện thực hóa chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, kỳ thi được đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ. Nguy cơ ngộ độc trì từ giấy gói thức ăn ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe của người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử trên khu vực biên giới biển Thái Bình. Đoàn đã đến thăm tặng quà chúc mừng Hòa Thượng Thích Thanh Tụ Hòa, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thái Thủy, Thượng tọa Thích Thanh Bản, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Nguyệt Quang, huyện Tiền Hải, cùng các tăng ni Phật tử trụ trì các chùa trên tuyến biên giới biển Thái Bình. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và gửi lời chúc các vị trụ trì chức sắc và các tăng ni Phật tử đón mừng Đại lễ Phật Đản phúc lạc tươi vui. Tổ đình Chùa Keo, xã duy nhất huyện Vũ Thư cũng vừa tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018.
hàng ngàn chư tôn, đức tăng ni Phật tử về tham dự. Đại lễ năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh như lễ Phật đản, lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tám Phật. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã cùng ôn lại những lời dạy tốt đẹp của Đức Phật để từ đó phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết với các tôn giáo khác, hướng về cội nguồn dân tộc và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển thịnh vượng, văn minh. Sáng nay, huyện Thái Thụy tổ chức lễ phát động thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên. Những năm qua, lĩnh vực phát triển thủy sản được huyện Thái Thụy xác định là một trong những mũi nhọn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện trên 4.300 ha, diện tích nuôi tôm công nghệ cao 40 ha, sản lượng đạt từ 8 đến 10 tấn trên một hộ. Toàn huyện phát triển 8 cơ sở sản xuất ươm thuần giống thủy sản, 523 phương tiện khai thác hải sản. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2017 đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9%. Sau lễ phát động, huyện Thái Thụy đã thả 4 vạn tôm sú và 4.000 con cá vực giống trên sông Diêm Hộ, tuyên truyền nhân dân bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Hôm nay, hơn 1.700 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình năm học 2018-2019 đã hoàn thành các môn thi. Kỳ thi được đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ. Theo thông báo từ hội đồng thi, buổi sáng đầu tiên của kỳ thi có 42 thí sinh vắng thi, buổi chiều có 46 thí sinh vắng thi. Sáng nay có 50 thí sinh vắng thi, buổi chiều có 52 thí sinh vắng thi. Qua 2 ngày diễn ra kỳ thi, có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo đánh giá, hội đồng thi được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, không có trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi. Năm học 2018-2019, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình vẫn được giữ ổn định là 475 học sinh với 11 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, giấy báo, giấy in được nhiều người, nhất là những người bán hàng tận dụng để bao, gói các loại đồ ăn như xôi, bánh rán, bánh mì, khoai tây chiên. Thế nhưng ẩn chứa sau sự tiện dụng ấy lại là những tác hại khôn lường đối với sức khỏe của người sử dụng. Dạo qua những nơi tập trung đông dân cư như các khu phố, chợ, bến xe, đặc biệt là những khu vực gần trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình, dễ dàng bắt gặp cảnh người bán xôi, bánh mì, bán các món chiên rán, gói thức ăn bằng giấy mực in hoặc giấy báo. Trước sự lo ngại về tính an toàn vệ sinh trong cách dùng giấy gói như thế này, nhưng một số người bán thức ăn đường phố vẫn có những lý do riêng như thế này. Giấy này người nhà chị làm bên ngành thuốc, nên là cho chị cái giấy để rất là sạch. Chị nghĩ là nó tuyệt đối an toàn. Vì là lãi số lượng ít ý, mình dùng cái giấy này để nó tiết kiệm chi phí đi một tí. Bánh của em nó không có hút dầu lắm, thế nên là nó không sợ nó cái chì nó ra. Về phía người tiêu dùng, vì không nhận ra hậu quả, sự ảnh hưởng đối với sức khỏe, nên vẫn sử dụng thực phẩm gói bằng giấy mực in, giấy báo. Theo em nghĩ thì mực ở cái giấy này khi mỡ nó nóng chảy ra ấy, nó sẽ chảy ra, nó dính vào bánh mì, em nghĩ là ăn nó cũng không ảnh hưởng mấy ạ. Nên là em vẫn ăn ạ. Thì chẳng có cũng ăn bánh mì có cái giấy mực in. Theo các nhà khoa học, việc tận dụng giấy báo, giấy in để bao gói thực phẩm, nhất là thực phẩm chín thì vô cùng nguy hại, bởi giấy sử dụng mực in có hàm lượng chì cao. Sử dụng thức ăn chín được bao gói bằng loại giấy này, vô hình chung, người tiêu dùng tự rước chất độc vào cơ thể. Không chỉ giấy in, giấy báo mà ngay cả giấy trắng được sử dụng để bao gói thực phẩm cũng gây nguy hiểm cho người dùng. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất giấy, người ta cho vào đó chất tẩy rửa. Chất này sau khi tiếp xúc với thực phẩm sẽ gây ra các phản ứng có hại. Chất độc hại sẽ lưu lại trên thực phẩm. Nếu ăn những loại thực phẩm đó trong thời gian dài, người dùng có thể bị ngộ độc. Bộ Y tế cũng quy định rõ về việc nghiêm cấm đóng gói thực phẩm bằng các bao bì gói có nguy cơ gây độc hại, không đảm bảo vệ sinh chất lượng an toàn thực phẩm. Vì vậy thì các điểm bán hàng cũng cần thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.